Vì sao? Vì có ác nơi ma thì có thiện nơi Phật để đối trị, có đại uế trược nơi ma thì có đại thanh tịnh nơi Phật để đối trị, có lưu nạn nơi ma thì có đại thông đạt nơi Phật để đối trị vậy. Nếu có người nào vì chúng sanh phát tâm biên chép tư duy dẫn đến tránh ức nghiệp, tu tập bát nhã ba la mật, thì người ấy được các đức Phật trong các mười phương như đức Phật A Xúc Bệ, đức Phật A Di Đà thường hộ niệm, lại cũng có các ác tặc sau khi đã hồi tâm trở lại tám trợ. Bởi vậy nên các ác ma dù có muốn phá hoại bát nhã ba la mật cũng chẳng sao thực hiện được ý đồ vậy. Ngài Xá Lợi Phất lại nói về chư Phật trong các mười phương đều thấy biết người biên chép thọ trì dẫn đến tránh ức niệm tu tập bát nhã ba la mật. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Xá Lợi Phất và dạy thêm, hiện tại ở trong các mười phương, chư Phật đều dùng Phật nhãn thấy biết người đang biên chép thọ trì dẫn đến tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật. Phải biết người ấy đã thâm tín giải bát nhã ba la mật, đã thường cung kính cúng dường thập thâm pháp này. Do thành tựu các công đức như vậy nên các ác ma chẳng sao phá hoại được. Hỏi trước đây thường chỉ nói đến tiên nhãn, nay vì sao lại nói đến Phật nhãn? Đáp: ở đây nên phân biệt có hai trường hợp dùng thiên nhãn, đó là thiên nhãn nhiếp trong Phật nhãn. Thiên nhãn chẳng có nhiếp trong Phật nhãn. Nếu dùng thiên nhãn chẳng có nhiếp trong Phật nhãn thì chỉ thấy được chúng sanh ở hiện tiền và thấy có hạn lượng. Nếu dùng thiên nhãn nhiếp trong Phật nhãn thì thấy được chúng sanh ở cả ba đời và thấy vô hạn lượng. Ngoài ra còn có pháp nhãn nhiếp trong Phật nhãn. Dùng pháp nhãn nhiếp trong Phật nhãn sẽ thấy rõ được hết thảy các tướng pháp. Lại có huệ nhãn nhiếp trong Phật nhãn. Dùng huệ nhãn nhiếp trong Phật nhãn sẽ thấy các pháp đều là rốt ráo không. Hỏi: thiên nhãn nhiếp trong Phật nhãn là thật hay chỉ là hư vọng? Đáp: thiên nhãn nhiếp trong Phật nhãn thấy được chúng sanh thành tựu niết bàn nhưng vẫn biết rõ chúng sanh là không, là hư vọng. Đây chẳng phải là sự thấy biết như hàng phàm phu. Vì sao? Vì do phàm phu chấp tướng nên Phật nói pháp tướng là hư vọng, nhằm phá sự đậm chấp của phàm phu vậy. Hỏi: vì sao chẳng có dùng huệ nhãn nhiếp trong Phật nhãn để quán chúng sanh? Đáp: huệ nhãn là vô tướng nên thường tương ứng với ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác. Bởi vậy nên chẳng cần phải dùng huệ nhãn để quán chúng sanh, vì chúng sanh do năm ấm hòa hợp đã là giả danh, là hư vọng rồi vậy. Ví như đối với đứa trẻ ngỗ nghịch, ta chỉ cần dùng những hình phạt nhẹ để răn dạy, chẳng cần phải dùng đến những hình phạt nặng. Nơi đây ý nói rằng đối với đa số chúng sanh, Bồ Tát phải ở nơi thế đế mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải ở nơi đệ nhất nghĩa đế. Hỏi: vị lai chưa đến, dùng trí để tư duy về vị lai còn khó thay, làm sao có thể thấy các sự việc ở vị lai được? Đáp: quá khứ đã qua, nhưng các tâm sở pháp vẫn còn lưu tồn, vẫn còn tác niệm, khiến có thể nhớ nghĩ được các việc quá khứ. Các bậc thánh đã có túc mạng thông, nên dù chúng sanh chưa có khởi niệm, mà các ngài đã có thể thấy, có thể biết được sự hiện hành của các chủng tử ẩn kín ở trong tâm của họ vậy. Khi vào được trong bát nhã ba la mật rồi, thì ba thời đều đồng nhất vô phân biệt. Bởi vậy nên khi đã nhận chân được hiện tại rồi thì đồng thời cũng nhận chân được quá khứ và vị lai vậy. Hỏi: vào thời mạt pháp, chúng sanh ở phương này chưa diệt tận căn kiết sử hữu lậu, còn mang nhiều tội ác. Như vậy vì sao nói lúc bấy giờ Phật dùng Phật nhãn hộ niệm cho những chúng sanh thâm tín bát nhã ba la mật? Đáp: Phật trải rộng tâm từ bi, thương xót hết thảy chúng sanh, và chư Bồ Tát thâm nguyện vì hết thảy chúng sanh mà phát vô thượng Bồ Đề tâm. Bởi nhân duyên vậy nên Phật quán vào thời mạt pháp uế trược sau khi Phật nhập niết bàn rồi, thì ở phương này những chúng sanh ở biên địa bị ba độc hoành hành, khiến chẳng còn tin tội phước nhân duyên, tương tục khởi đao binh sát hại lẫn nhau. Vào thời bấy giờ các bậc thánh hiền rất hiếm, số chúng sanh đọc tụng kinh điển, phát tâm cầu vô thượng đạo cũng gặp rất nhiều trở ngại, chẳng phải như khi Phật còn tại thế. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới dùng Phật nhãn để hộ niệm cho những chúng sanh nào tiến giải được bát nhã ba la mật. Những chúng sanh nào dùng hoa hương cúng dường bát nhã ba la mật cũng được Phật hộ niệm, khiến họ được đại lợi ích, chẳng còn có thọ ác báo nữa. Những chúng sanh nào đã thâm tín giải bát nhã ba la mật rồi thì chẳng những chẳng còn bị đọa vào ba đường ác, mà còn tinh tấn niệm Phật tam muội và Bồ Tát vị giáo hóa chúng sanh, trọn chẳng ly các đức Phật. Những chúng sanh nào thâm ái thiện pháp mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề
Chọn chẳng ly sáu pháp ba la mật mới được chư Phật dùng Phật nhãn hộ niệm mới được đại quả báo ở đời này và cả ở đời sau. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Phật thị hiện xuất thế ở phương Đông, sau khi Phật nhập diệt, thầm bát nhã ba la mật này sẽ được truyền đến các cõi nước ở phương Nam. Ở nơi đây các tỳ kheo ni, yêu bà tắc và yêu bà di sẽ biến chép thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm tu tập thâm bát nhã ba la mật này. Bởi nhân duyên vậy mà bốn chúng ở nơi đây chẳng đọa vào ba đường ác, được hưởng thọ phước báo cõi trời và cõi người, được tăng ích sáu pháp ba la mật, thường cung kính cúng dường tán thán chư Phật, thành tựu được thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, dẫn đến Phật thừa. Này Xá Lợi Phất, thâm bát nhã ba la mật này thành được truyền từ phương Nam đến phương Tây, thường từ phương Tây sẽ được truyền đến phương Bắc. Ở các nơi đây, các tỳ kheo ni, yêu bà tắc và yêu bà di sẽ biên chép thọ trì đọc tụng tư duy giảng nói, dẫn đến tránh ước niệm tu tập thập thâm pháp này. Bởi nhân duyên vậy mà bốn chúng ở các nơi đó chẳng đọa vào ba đường ác, được hưởng thọ phước báo cõi trời và cõi người, được tăng ích sáu pháp ba la mật, thường cung kính cúng dường tán thán chư Phật, thành tựu được thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, dẫn đến Phật thừa. Này Xá Lợi Phất, ở phương Bắc thầm bát nhã ba la mật này sẽ hiện bày Phật sự và sẽ rất hương thịnh. Vì sao? Vì là thời kỳ pháp của ta thịnh nên chẳng có tướng hoại diệt. Này Xá Lợi Phất, ta sẽ hộ niệm cho các thiện nam thiện nữ nào thọ trì dẫn đến tránh ước niệm tu tập thâm bát nhã ba la mật. Ta cũng sẽ hộ niệm cho các thiện nam thiện nữ nào biên chép cung kính cúng dường tán thán thập thâm pháp này. Này Xá Lợi Phất, do nhân duyên giao trồng căn lành như vậy mà các thiện nam thiện nữ ấy chẳng đọa vào ba đường ác, được hưởng phước báo ở cõi trời và cõi người, tăng ích sáu pháp ba la mật, thường cung kính cúng dường tán thán chư Phật, thành tựu được thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, dẫn đến Phật thừa vậy. Này Xá Lợi Phất, ta sẽ dùng Phật nhãn quan sát các người ấy, tán thán các người ấy. Đồng thời, vô lượng vô biên chư Phật ở trong các mười phương cũng dùng Phật nhãn quan sát các người ấy, tán thán các người ấy vậy. Ngày Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, về sau này thâm bát nhã ba la mật sẽ rất hưng thịnh về phương Bắc chăng? Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này Xá Lợi Phất, về sau này thâm bát nhã ba la mật sẽ rất hưng thịnh ở phương Bắc. Vì sao? Vì ở nơi đây có những thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo, nghe được thâm bát nhã ba la mật liền thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm đúng như pháp mà tu tập. Phải biết các thiện nam thiện nữ đó từ lâu đã phát tâm đại thừa, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã gieo trồng nhiều thiện căn, đã thân cận nhiều bậc thiện tri thức vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, về sau này ở phương Bắc có bao nhiêu thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo mà phát tâm biên chép thọ trì dẫn đến tránh ước niệm tu tập thâm bát nhã ba la mật. Phật dạy: này Xá Lợi Phất, về sau này ở phương Bắc tuy có rất nhiều thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo, nhưng có rất ít người nghe thâm bát nhã ba la mật mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ. Vì sao? Vì số ít người nghe bát nhã ba la mật mà chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ phải là người đã từ lâu thân cận cúng dường nhiều đức Phật, đã được học hỏi nhiều nơi các đức Phật, đã đầy đủ sáu pháp ba la mật, đã đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến đã đầy đủ 18 bất cộng pháp. Này Xá Lợi Phất, các thiện nam thiện nữ ấy đã thuần thục thiện căn vì vô thượng bồ đề mà làm lợi ích cho chúng sanh. Này, ta vì các thiện nam thiện nữ này thuyết về pháp nhất thiết chủng trí cũng như chư Phật trong quá khứ, vì các thiện nam thiện nữ ấy thuyết về pháp nhất thiết chủng trí. Bởi nhân duyên vậy nên ở đời sau các người ấy vẫn tiếp nối được vô thượng bồ đề và vì người khác thuyết về vô thượng bồ đề vậy. Các thiện nam thiện nữ ấy thường nhất tâm hòa hợp, hàng phục được các ma, khiến ma vương và ma dân, dẫn đến các người có ác tâm chẳng có thể phá hoại vô thượng bồ đề tâm của họ được. Này Xá Lợi Phất, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Bồ Tát đạo, khi nghe được thâm bát nhã ba la mật này mà được đại pháp hỷ, đại pháp lạc, thì người ấy cũng khiến cho nhiều người khác gieo trồng được thiện căn nơi vô thượng bồ đề. Luận: Phật thị hiện đản sanh ở phương Đông, nơi đây sau khi thuyết kinh bát nhã ba la mật để hàng phục chúng ma và ngoại đạo cùng độ vô lượng chúng sanh, Phật đến nước Cầu Dì Ma Kiệt, giữa hai cây sa la song thọ thị hiện nhập niết bàn. Sau đó bát nhã ba la mật được chuyển đến phương Nam, phương Tây rồi phương Bắc, độ vô lượng chúng sanh ở các nước vây quanh núi Tu Di trong cõi Diêm Phù Đà.
Đoạn kinh trên đây nói về Bát Nhã Ba La Mật truyền từ phương Đông đến phương Nam, phương Tây, rồi phương Bắc. Đây chỉ là phương tiện để nói về vô định xứ. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu vậy. Ở nơi đâu cũng có các chúng sanh biên chép thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Những chúng sanh này đều hưởng thọ được quả báo phước lạc ở cõi trời và cõi người. Phật lại dạy ở phương Bắc, thâm Bát Nhã Ba La Mật sẽ hiện bày Phật sự và sẽ rất hương thịnh. Đây là nhân duyên, nói khi Phật còn tại thế cũng như thời gian 500 năm sau khi Phật diệt độ, nhiếp vào thời kỳ chánh pháp. Vào thời kỳ này Phật pháp hương thịnh nên chẳng có tướng hoại diệt. Thế nhưng quá 500 năm sau khi Phật diệt độ thì chánh pháp dần dần bị hoại diệt, khiến cho Phật sự rất khó được tác thành. Và lúc bấy giờ nếu có người lợi căn tinh tấn biên chép thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm như thuyết tu tập Bát Nhã Ba La Mật, hoặc có người tuy độn căn mà thường tinh tấn dùng hương hoa cung kính cũng dường Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết hai hạng người này vào thời vị lai sẽ được độ. Bởi vậy nên Phật dạy ta cũng như Phật khắp mười phương đều dùng Phật nhãn hộ niệm và tán thán các người ấy. Hỏi: vì sao trong kinh nói thâm Bát Nhã Ba La Mật được hưng thịnh ở phương Bắc? Đáp: vì ở trong cõi Diêm Phù Đề thì phương Bắc có đất đai rộng rãi, có núi tuyết. Ở trên núi tuyết có rất nhiều loại dược thảo, tiêu trừ được các chất độc. Lại nữa, ở nơi đây chúng sanh được tâm nhu nhuyễn, thiện căn thuần thục. Bởi vậy nên ở phương Bắc có nhiều chúng sanh hành Bát Nhã Ba La Mật. Các người này khi nghe Bát Nhã Ba La Mật liền biên chép thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm và như thuyết tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Phải biết rằng các chúng sanh ấy đã từ lâu đời phát tâm đại thừa, đã cúng dường chư Phật, đã gieo trồng thiện căn, đã thân cận chư thiện tri thức, nên ở trong đời ác năm trượt này mà vẫn tinh tấn biên chép thọ trì dẫn đến tránh ước niệm như thuyết tu tập Bát Nhã Ba La Mật vậy. Hỏi: ở phương Bắc số người cầu Phật đạo mà phát tâm biên chép thọ trì dẫn đến tránh ước niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật có nhiều chăng? Đáp: Phật dạy, thâm Bát Nhã Ba La Mật rất khó biết, khó hành. Bởi vậy nên tuy có rất nhiều người cầu Phật đạo, mà rất ít người nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Nếu có người nào nghe Bát Nhã Ba La Mật liền được tâm thông đạt, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết người ấy ở trong vô lượng kiếp đã thấy các đức Phật, đã cung kính cúng dường các đức Phật và cũng đã thường thưa hỏi các đức Phật mong được giải nghi cho mình, mong được tín giải những yếu pháp mà mình chưa rõ về cách tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Người thưa hỏi được như vậy là người đã được đầy đủ 6 pháp Ba La Mật, đầy đủ 4 niệm xứ dẫn đến 8 thánh đạo, đầy đủ 10 Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, đã thành tựu đầy đủ các phước đức đem lại lợi ích cho chúng sanh, đã từng sanh trong các đại gia, đại tộc, đã từng tự mình hành bố thí và dạy người hành bố thí, đã từng khiến cho vô lượng chúng sanh xuất gia thọ giới phát vô thượng Bồ Đề. Theo đây Phật dạy, người ấy đã đầy đủ các nhân duyên thân cận chư Phật, tiếp nối được vô thượng Bồ Đề và giáo hóa chúng sanh, khiến họ phát vô thượng Bồ Đề tâm. Người như vậy ví như ngọn đèn đã được thắp sáng, có thể dùng để châm mồi cho các ngọn đèn khác cũng được thắp sáng theo. Người như vậy đã gần diệt sạch phiền não, chẳng còn san tham, tật đố, sân si, giới khởi, nên thường giữ được tâm hòa hợp, khiến các loại ma chẳng sao có thể phá hoại được. Vì sao? Vì có phạm lỗi lầm thì ma mới tìm được chỗ tiện lợi để phá hoại. Ví như nếu thân người có các chỗ lở loét thì các độc trùng mới có thể xâm nhập vào để phá hoại được vậy. Lại nữa, do từ vô lượng kiếp trước đến nay đã thâm ái Phật pháp, đã đầy đủ tín lực và huệ lực, nên nay vừa được nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật, người ấy liền thành tựu được đại bi, đại trí, đại từ, liền vào được Bát Nhã Ba La Mật, liền nhất tâm hành bồ thí trì giới, nhất tâm gieo trồng các thiện căn dẫn đến vô thượng Bồ Đề vậy. Người này vì cầu vô thượng Bồ Đề mà giáo hóa chúng sanh, khiến thiện căn công đức càng thêm tăng trưởng. Kinh: này Xá Lợi Phất, các thiện nam thiện nữ này từ trước đã thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, đã hành Bồ Tát đạo, đã phát nguyện rộng độ chúng sanh, khiến cho họ phát vô thượng Bồ Đề tâm, dẫn đến được bất thối chuyển địa, được thọ ký. Ta biết rõ tâm nguyện của các thiện nam thiện nữ ấy nên đã tùy hỷ. Chư Phật quá khứ cũng biết rõ tâm niệm của thiện nam thiện nữ ấy và cũng đã tùy hỷ. Này Xá Lợi Phất, các thiện nam thiện nữ ấy vì đại tâm nên dù thọ sắc thanh hương vị xúc pháp mà vẫn hành được đại pháp sự, như hành đại bố thí, gieo trồng đại thiện căn và được đại quả báo.
Vì bản nguyện nhiếp độ chúng sanh nên các thiện nam thiện nữ ấy đã thọ thân người nguyện xả bỏ hết thảy các nội ngoại vật sở hữu của mình để làm việc lợi ích cho chúng sanh. Lại nữa, do nhân duyên trồng thiện căn như vậy mà các thiện nam thiện nữ ấy nguyện sanh về các thế giới khác. Hiện có các đức Phật đang thuyết pháp để giáo hóa trong ngàn muôn ức chúng sanh, khiến họ phát vô thượng Bồ Đề tâm. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn thật là hy hữu, chẳng có pháp gì, dù ở quá khứ, ở hiện tại hay ở vị lai mà Phật chẳng biết, chẳng có tướng gì của chúng sanh mà Phật chẳng thấy, chẳng có hạnh gì của chúng sanh mà Phật chẳng rõ. Này Phật lại dạy thêm, ở khắp mười phương và trong cả ba đời có bao nhiêu Đức Phật, bao nhiêu vị Bồ Tát, bao nhiêu vị Thanh Văn Phật cũng đều biết rõ cả. Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ cầu sáu pháp ba la mật mà thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm như pháp tu hành sẽ đắc pháp hay chẳng đắc pháp. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, thiện nam thiện nữ nào nhất tâm tinh tấn cầu sáu pháp ba la mật thì sẽ thấu triệt được ý nghĩa thâm diệu của sáu pháp ba la mật và của các kinh điển vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ nào tinh tấn hành sáu pháp ba la mật như vậy là hành đúng theo thâm nghĩa của Bát Nhã ba la mật chăng? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, thiện nam thiện nữ nào tinh tấn hành sáu pháp ba la mật như vậy là hành đúng theo thâm nghĩa của Bát Nhã ba la mật. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ ấy, vì vô thượng Bồ Đề mà thuyết pháp giáo hóa khai thị, làm lợi ích cho chúng sanh, khiến họ hoan hỷ, dẫn đến được an trú trong sáu pháp ba la mật. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ ấy chuyển sanh vào đời sau cũng sẽ hành sáu pháp ba la mật đúng theo lời dạy trong kinh mà tinh tấn tu tập thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ chẳng hề ngưng nghỉ mãi cho đến khi trở thành đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận Phật dạy, thiện nam thiện nữ nào ở trước ta và trước các đức Phật quá khứ đã lập thệ nguyện hành Bồ Tát đạo khiến cho vô lượng chúng sanh phát vô thượng Bồ Đề tâm, rồi lại khai thị giáo hóa cho họ vào được bất thối chuyển địa và được thọ ký, thì ta cùng chư Phật quá khứ đều thấy biết, đều tán thán và tùy hỷ. Thiện nam thiện nữ ấy cũng biết là Phật đã thấu rõ tâm mình nên tự niệm, ở đời quá khứ ta đã phát thệ nguyện hành Bồ Tát đạo, thì đời nay ta cũng lại phải tinh tấn hành Bồ Tát đạo vậy. Nên biết người ta phát đại tâm như vậy thường duyên hết thảy tâm chúng sanh, thường vui với sáu trần, mà khi tác phước cũng như khi thọ phước chẳng hề nhiễm chấp, chẳng hề nghi hối. Vì sao? Vì nếu tâm còn chấp pháp, còn nghi hối thì chỉ có thể hưởng được phước báo thế gian, chẳng có thể hồi hướng phước đức ấy về vô thượng Bồ Đề được, khiến chẳng có thể giáo hóa chúng sanh được. Vì nghiệp tội nhân duyên ấy mà các căn dần dần trở thành ảo độn. Lại nữa, có người dù chưa được đạo thanh tịnh nhưng do nhân duyên đời trước đã có gieo trồng thiện căn nên đời nay được hưởng dục lạc. Hạng người này thường chỉ muốn tận hưởng dục lạc hoặc chỉ muốn bố thí cúng dường nhằm cầu phước đức mà thôi. Thế nhưng nếu họ nghe được Phật pháp thì dục tâm của họ liền dứt và họ liền khỏi bi tâm thương xót chúng sanh, dẫn đến phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ vì tâm chẳng còn ái chấp nữa nên người ấy sẵn sàng bố thí các nội ngoại vật sở hữu của mình mà chẳng hề luyến tiếc. Khi đã đầy đủ trì giới luật nghi thì người ấy sẽ dùng đại từ bi tâm hành các thiện pháp và dạy người khác hành các thiện pháp. Do các phước đức nhân duyên như vậy nên người ấy chẳng còn cầu thế gian lạc, chẳng còn cầu giàu sang phú quý mà chỉ nguyện được vãng sanh về nước Phật để được thấy Phật, được nghe pháp. Nên biết chư đại Bồ Tát đã biết rõ thật tướng pháp, chẳng nhiễm duyên thế tục, chỉ muốn sanh về các nước Phật ở trong mười phương để được nghe thâm Bát Nhã ba la mật. Thế nhưng vì thương xót chúng sanh nên khi nghe thâm Bát Nhã ba la mật rồi, các ngài lại phát đại nguyện khai hóa cho vô lượng chúng sanh phát vô thượng Bồ Đề tâm. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng có pháp gì, dù ở quá khứ, ở hiện tại hay ở vị lai mà Phật chẳng biết, chẳng có tướng gì của chúng sanh mà Phật chẳng thấy, chẳng có hạnh gì của chúng sanh mà Phật chẳng rõ. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí của Phật có thế lực rất lớn, có thế lực bất khả tư nghị vậy. Ngài lại bạch Phật tiếp, đồng là người xuất gia cầu Bát Nhã ba la mật, nhưng vì sao có người đắc pháp, có người chẳng đắc pháp? Phật dạy, nếu Bồ Tát nhất tâm cầu sáu pháp ba la mật, phát đại tâm vì chúng sanh khai thị giáo thọ, giáo hóa họ mà chẳng hề tiếc thân mạng mình, thì sẽ được chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư tiên ở khắp mười phương hộ niệm, như vậy gọi là Bồ Tát đắc pháp. Ngài Xá Lợi Phất tự niệm rằng, thế lực của ma rất lớn nên khi Phật đã nhập diệt rồi
thì Bồ Tát dù có tinh tấn tu hành cũng rất khó vào được Thâm Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy thiện nam thiện nữ nào muốn được vô thượng Bồ Đề thì phải nhất tâm hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật, lại phải vì chúng sanh thuyết giảng khai thị giáo hóa, khiến chúng sanh được an trú trong sáu Ba La Mật. Đây là quả báo nhân duyên khai thị Phật đạo, bởi vậy nên ở đời sau người ấy cũng sẽ hành sáu pháp Ba La Mật đúng theo lời Phật dạy mà tinh tấn tu tập, chẳng hề ngưng nghỉ vậy. Hết quyển 67.